hôm nay tớ sẽ hướng dẫn cho Thùy vài kiểu quàng khăn với cả cái khăn vuông này thích hợp cho trang phục công sở nhé. Cái áo vest của Thùy đâu? Thùy mặc áo vest đen vào đi. Dễ nhớ, dễ ứng dụng với cái bộ trang phục công sở như thế này. Kiểu đầu tiên là kiểu thắt nơ nhé. Nơ bánh bèo nữ tính này. Cậu nhìn vào gương để nhìn cách thắt nhé. Như thế này thì có nhìn thấy không ạ? Có nhìn rõ cái kiểu Có, không? nhìn ạ. Vâng. Cậu nhìn vào đây này. Đấy, để đấy này. Sau khi buộc như thế này nhá, mình sẽ quấn vào trong, quấn vào bên trong để giữ nó, và sau đấy thì mình sẽ lấy cái ngón tay luồn luồn qua à. cái chỗ này, nó sẽ thành một cái nơ, nó cân đối. Thực ra có nhiều kiểu thắt nơ lắm. Rồi. Ừ, một cái kiểu là mình cứ buộc hai đầu vào xong rồi mình kéo ra, Đúng. nhưng mà chỉnh đôi khi nó sẽ hơi bị lệch lạc. À. Ừ, với cái cách này nó sẽ cân hai cái đầu hơn. Đúng rồi, nó cân hơn. Nó cân, nó chỉnh chu cái hai cái nơ hơn. Đây là kiểu thứ nhất nhá. Đẹp. Đây là kiểu thứ nhất đẹp này. quá. Kiểu thứ hai nhá. Kiểu Kiểu này thứ là khăn hai này to hết cái khăn này nó là có kích thước là 90 nhân 90, nó là khăn vuông. Nó cũng là một cái kiểu cái kích thước phổ biến thôi. Kiểu thứ hai tớ sẽ dẫn cậu làm cái kiểu thắt nơ bông hồng. Thì đầu tiên vẫn vẫn là một cái nút như thế này. Đó, xong rồi sau đó thì quấn lấy hai đầu khăn mình À, quấn lại, quấn quấn như kiểu bện dây thừng như thế à này rồi rồi này. nhưng mà phải đủ độ dài mới quấn được. Đúng rồi, thì cái khăn 90-90 này là ok rồi. Dài quá, to quá thì nó cũng không cân đâu, nó sẽ thành bông hoa bị to so với chiếc cổ mình quá, nó chiếc cổ ấy. Mình quấn nó theo hình này, giống như con rắn nó cuộn này. Thế xong là mình sẽ luồn tay vào cái tâm của nó, tức là vào giữa cái vòng tròn mà mình vừa tạo ra, xong rồi nhét cái đầu đuôi khăn này. Chị ơi, chị có thể quay gần lại một chút khi mà em làm, và khi mà em làm cái chi tiết ấy. Đấy, thế thì cái đuôi cầm như thế này, cái tâm như thế này. Đấy, thế là nó thành hình bông hồng, còn hai cái đuôi này nó sẽ là thành cái lá. Thế cái kiểu khăn này thì mình để thẳng cũng, hoặc là Để mình xiên ở bên được. lệch sang một bên cho nó điệu này. Hồng Đây. xanh. Đấy, xem. Đó, chị lấy cả cái mặt bạn như này. Đấy. Ok. Đây là hai kiểu, nhớ Hai không? Còn kiểu nhớ không? có. Nhớ nhá. Kiểu tiếp theo là kiểu giống như kiểu để nó dài như cà vạt thì nó đơn giản lắm. Đây, chỉ cần buộc một bên như thế này. Xong rồi lấy tay luồn vào như thế này. Như thế này, thế xong sửa sửa một tí như thế này, Cho nó có cái nốt ở thế đấy. thế là thành cái kiểu giống À. như thắt cà vạt này Ừ, rồi. nhé. Cũng đơn giản thôi đúng không? Đó, đơn giản thôi, nhớ không? Nhớ Có. nhá. Rồi. Đấy, Nhưng vấn đề nó phải đúng cái khăn, nó chiều dài như này. cái Chứ nếu với mà cái kiểu như thế, kể cả khăn cái kia 50 cái kia 50 hình như là 70 70 cũng cũng làm ấy. được như thế. 50 hay 50, 70 70, thực ra mấy cái cách tớ làm cũng đều có thể, để mình Chẳng chỉ qua là chỉnh cái cái độ đuôi thôi, dài. độ dài nó khác nhau thôi. Để tớ nghĩ xem một cái kiểu gì cho nó điệu điệu nhỉ, sao cho nó tạo những cái hình như thế này. Thì mình tạo hình như thế này đi, như như kiểu cái cổ áo của thuyền ấy, nó thả thả buông buông thế. Thực ra ấy, để mà quàng khăn đẹp thì cũng cần phải có cái sự sáng tạo của cái người sử dụng nữa. Mình yêu bản thân mình hay ngắm nghía trang phục phối hợp, mình sẽ nghĩ ra cách thôi. Đấy, ví dụ như thế này thì thành một cái Trông nó rất kiểu là đơn giản. Đúng cổ rồi. cổ thuyền, cũng cũng nữ tính điệu đà. Từ Đấy, nãy giờ bốn đấy năm là kiểu bốn kiểu, rồi đấy đấy. là kiểu thứ tư nhá. Trông đẹp đẽ, Xem kiểu thứ nhẹ năm tớ nhàng. nghĩ xem kiểu gì nó vừa đơn giản mình nhanh nào. Thực ra bốn kiểu đấy là khá ứng dụng rồi đấy, Khá ứng ứng dụng dụng được nhiều lắm rồi. nhiều. Dùng ở Thấy trong không? áo vest này đúng không? Hoặc là đấy, mình có thể một kiểu như thế này đi, một kiểu tớ làm theo kiểu gọi là kiểu lắc cái lắc kiểu như thế này nha. Mình sẽ để cái đuôi tam giác ra ngoài. Như thế này.
Cái này thì chắc là sẽ hợp với váy hơn nhỉ? Hở váy hở vai ấy, đúng không? Không, cái này thì không hở bởi vì nó không che vai, nhưng mà đây một cái kiểu như thế này cũng ấm nhá. Mà nó cũng đủ đảm bảo thời trang ấy. Hoặc là mình lộn ra như thế này. Nhưng thôi, vì cái khăn này lộn ra ở bên trong nó màu trắng thì nó cũng không đẹp. Mình cứ cho nó hở cái đuôi khăn ra như thế này. Cho nó bồng bồng thế đúng bồng không? bồng, nó ấm cổ ấy. Bởi Vâng. vì ví dụ như mình đi xe máy mà mình cứ để nó thướt tha quá, nó lạnh mà nó lại hay sực sịch đi. Thế mình cứ cứ cho nó gọn lại như Chặt thế này. lại. Thực ra nó cũng khá đơn giản đấy, nhưng mà vì đấy như lúc nãy nếu mà Đấy nhá, rồi thì năm kiểu như năm thế kiểu này tớ nghĩ là đủ rất dùng là đấy. thông minh. Cảm ơn Kim cương.